Gì? Ông không có lửa hái. Tao đâu thấy đâu. Mày thấy chứ tao đâu thấy đâu. Tại sao ông kia không qua đây nữa? Ôi, ông làm quỷ quái gì đó. Ây da. Ông kìa. Ây. Ây. Nó môi thật, ông ơi. Ây da ơi. Ông lộn tôi dám xuống nữa. Ông cầm kéo tôi dám xuống. Lộn ông cầm cái quéo tôi dám xuống. Ây da. Tại ác thương dạo. Đem qua đầu con cổ đây giờ thấy không. Ây. Ây trên cái ổ mụ. Ây cái tay em nổi. Chào cả nhà. Chào cả nhà quay lại với kênh Gió Đồng và kênh Săn Ma Vlog. Tôi canh cái lộn. Cái gì? Cái dây. Thì hôm nay hai cháu con trở lại cái nơi mấy ngày cái nhà, mấy cái cốc nơi mà bà lão và có hai ông lão, ông nào cũng nói là chồng. Ông kia thì mình giúp cho đi rồi. Thì ông lão bên kia thì lần trước đến thì ông ta ưa có cái vụ mà cái đầu. Cái đầu nằm đây và đầu nằm kia. Ừ. Đầu lum tươi. Tôi cầm luôn. Cái đầu luôn. Ừ, không cầm cái đầu luôn. Mà lạ. Sao? Nói tiếp đi. Thì nói chung thì cũng chưa xác định được nó ông nào là chồng, ông nào là giả. Ừ. Ý. Nói giả. Thì cái ông mà ở bên cái nhà ton mà ông lão cầm cái gựa đó. Thì hai cháu cũng đã giúp đi rồi. Thì còn cái ông này thì hôm nay hôm nay trở lại thì hai cô cháu cũng muốn tìm hiểu về ông này và hy vọng nó sẽ tìm được nguyên nhân cũng như là cả nhà thì cái ông này hôm trước hai cậu cháu đến thì có không có qua bên đây. Đúng tại rồi. Vì cả nhà cũng tính là tại vì đây hôm trước đưa đi ông đi rồi kia đi rồi cho nên hai cậu cháu cũng nghĩ là chắc không còn gì đâu mà để mình đến, nhưng mà hai cô cháu hôm nay cũng có suy nghĩ là sẽ sơ đi sơ ngang để mình trở lại nơi đây mình sẽ ngang thử coi có cái gì hay không. Nhiều cô chú nói nhiều khi mà giúp rồi không biết có chắc ăn hay không, mình phải cho nên trở lại một lần thì trở lại coi cái ông đã thật sự đi chưa hoặc là ông quay lại hay không, và điều thứ hai nữa là coi là có vô linh mới hay không. Tại vì nhà hoang và những cái nơi bỏ hoang thì tất nhiên trước đó đã có vong linh ở thì cái âm khí họ vẫn còn đó, mà khi họ đi rồi thì tất nhiên những âm vong linh khác bên ngoài họ có thể vào và trú ngụ ở trên cái nhà đó. Nói chung đã cái nơi mà đã có người âm ở rồi ấy, thì á, ngoại trừ mà có cách để mà diệt mấy cái âm khí mà của họ tích tụ lâu đời tẩy quế đó, thì ngoài trừ cách đó thôi, chứ ngoài ra nếu mà họ đã đi rồi mà vẫn còn cái âm khí họ còn đó thì tất nhiên vong linh khác họ sẽ cảm nhận được và họ sẽ đến họ trú ngụ. Thì hôm trước cả nhà thì bên cái ông mà phía bên lọt núi, cái ông mà phía bên nhà bên kia thật sự mà nói cả nhà ông đó ông dữ lắm, ông dữ hơn cái ông bên đây rất là nhiều. Tại vì cả nhà mà cái đầu ông sao không muốn để đâu để ừ. Ông... mà ông nghe ông giữ ông đây, nhưng mà ông đây ghê luôn bên kia. Ông đây ông xách quéo luôn. Ông kia cầm cái gựa, ông đây cầm cái gựa cái quéo. Ông ưa rồi. Mà bữa đó không, cái đó cũng nguy hiểm thiệt sự chứ. Tại cái đó được chúng là thứ sư không dám giỡn đâu. Còn với Tú thì mỗi lần vô cả nhà là phải thủ, nhưng mà nhiều khi mình thủ cũng không biết được đâu cả nhà ơi. Cái kiểu mà họ là một cái vong linh, họ muốn xuất hiện đâu xuất hiện, họ muốn tỉ họ mà. Còn mình á thì mình là cái người chặn mắt thịt thân xác, nói chung là muốn cái gì cũng phải cái khó khăn hết chứ. Còn như ông muốn gà ông muốn vô ông xuất hiện đầu này xuất hiện đầu kia. Như cái lúc mà mình nói ông là vợ ông đi ra góc này góc kia, ông đi nhanh dữ hả? Ừ. Cái ruột đảo rồi. Ông nghe rẹt cái ông nói quà bỏ đúc có đâu không đó rồi. Ừ. Mau tức tốc. Thì đó, bởi vậy nói mà người chết chưa hẳn là hết. Chết nhưng mà cái gọi là cái tâm gọi là cái linh khí của họ đó, cái nói tâm linh, cái linh khí của họ vẫn còn tồn tại, nhưng mà tồn tại với một cái loại gọi là thoát ẩn thoát hiện, chứ không phải là như chúng ta dạng giống như mình
mình có thể chạm sợ thấy thật sự mà máy chúng con thấy thấy rất là rõ, thấy sợ sợ vậy đó, nhưng mà hai chúng ta đụng thì đụng không được, thấy vậy đó mà chạm chạm không được. Tại vì cả nhà biết rồi, tụi con đi đến những cái nơi mà núi non thì nó khác nha. Núi non, bông linh ở núi non nó khác ở bông linh ở đất liền rất là nhiều. Bông linh núi non thường thường đa phần là họ mạnh hơn nhiều lắm. Thứ nhất là mạnh, thứ hai nữa là họ có gọi là họ đã về núi ở thì sơn thần, thổ địa đất đai nhân vật. Và những người tu ở trên đây khá là nhiều. Có phải nói là có sự cạnh tranh giống như là ở dưới mình thôi. Mình cái gì cũng có cái sự cạnh tranh, giống giống như là tranh chỗ ở thì đó, bông linh ai mạnh mới được ở được chỗ đó. Nếu mà bông linh khác mạnh hơn đến đó tranh giành thì cả nhà biết rồi, thì bông linh yếu hơn bắt buộc phải rời đi để nhường lại nơi đó, chứ không phải là chuyện đơn thuần. Chúng ta nói ở cái cuộc sống chúng ta như vậy, cái người giàu, cái người có cái sức mạnh trong tay thì họ có thể điều khiển được những cái vạn vật xung quanh, còn người không có cái những cái điều đó thì tất nhiên yếu thế hơn, thì bắt buộc phải chấp nhận những cái điều mà khác thôi. Thì bây giờ cả nhà, thì cả nhà với cùng hai con cháu cũng trở lại nơi đây để xem hôm nay nơi đây coi có cái điều gì. Trước tiên thì đến là cái nhà cũ, cái nhà Tôn, đúng rồi, nhà Tôn. Rồi sau đó thì nếu mà không có điều gì thì hai con cháu con sẽ đi qua bên kia nơi khu vực của cái ông già mà cái đầu đang lóc. Đầu của đang lóc tại ấm mỏ đâu, mỏ đang lóc. Thì cả nhà mong rằng có thể có những điều tốt để mong rằng là giúp đỡ cho ông, dù mà ông có là quỷ dữ hoặc là ông là một vong linh như thế nào nữa, vì đó họ chưa có đi chứng đúng con đường, thì mình nếu mà mình biết thì mình chỉ dặn họ. Còn cái việc mà có đủ duyên hay không thì phải chờ ơn trên cái sắp đặt cho chúng con giúp đỡ được hay không thôi. Giờ cả nhà đi cùng tụi con hay cả nhà. Được rồi. Thì giờ hai con cháu con sẽ đi tiến đến cái nhà nha. Thì cái nhà này thì lần trước hai con cháu cũng đã giúp được cho cái ông lão cầm bữa rồi. Lỗ cô đơn thì hôm nay để trở lại coi có điều gì không. Có gì không? Không lỏng rồi. Không có gì chứ. Không có gì gì. Gì trời. Gì vậy? Gì trong á? Con. Nhìn giống thấy không? Có gì không? Không thấy gì á. Nói nghe gì ầm nha. Ủa? Nhà này nữa nè. Ê! Cái gì? Kìa. Kìa. Ê! 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 Té. Gì? Có gì đâu không? Có gì đâu. Hồi lại có linh ở đây ta. Ê, ông đó mình đưa đi rồi chẳng lẽ ai đi nữa. Có gì không? Không thấy gì. Đó. Có linh nào vậy? Gì trời. Có cần tao qua. Ê, có cần tao qua đó không? Tao qua coi quay thử coi. Từ từ nha. Thấy gì không? Không có gì á. Không có gì đâu. Kìa. Mà nãy gì đâu. Trong đây nồi chắc son chảo bay em lắm chứ. Đây đi xích xích chấm rồi kìa. Ê, gì? Trời 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 trời. Nguyên cái cây luôn. Thì có gì đây quên. Có nè. Nghe trong á. Ừ. Không biết cái gì. Nó mô với Phật. Gì? Cho hỏi hương linh ai trong nhà. Cái gì? Ai biết? Coi từ đâu là gì nữa à? Ai đó? Ủa sao có tiếng này quen vậy? Có tiếng giống ông già bên kia. Ừ mấy hôm nay qua đây. Ngôi Phật ai vậy? Ai đó? Ông có phải ông lão bên nhà anh kia không? Vợ ông thì là ai? Vợ ông là người nào?
đi về chùa rồi. Mà ông có phải là ông lão bên bên nhà anh kia không? Hôm nay sẽ xuất hiện đây rồi. Ông ơi. Biết. Nhắn đâu trời. Ai à? Cái gì vậy? Cái gì trời? Ai à? Cái gì? Sao? Ai à? Có đi có giò hả? Chứ có giò. Ai à? Ai à đâu? Được không? Tiêu của nhà bớt nhang tiêu vậy. Dưới á. À, không gãy hay giò trời đâu ấy. Được không? Được được không sao. Làm bớt nhang chưa? Có. Làm lúc tầm tầm như này. Nhắc mình hầm về đó. Gì ta? Cẩn thận nghe, tôi thấy ngắm mầm rồi đó. Nó mua với Phật. Ông ơi, nếu mà ông là ông lão bên kia thì lão bên kia kìa. Đưa cái mặt này nè. Thấy không? Không, không thấy. Tôi coi. Từ từ nghe. Rồi. Tôi thấy mà nó không rõ. Chán nắng quá. Không có tiêu ta. Không thấy nữa. Kỳ gì? Cẩn thận nha mày. Dạ. Gì trời, đâu có vậy? Ôi trời, xíu ngay cái đầu tôi. Ông ơi. Vậy là ông đang chậm đúng không? Tôi mới thấy ông này nè. Ê, ngay mặt mày luôn kìa. Gì? Đâu? Cái mặt mày luôn. Bên đây nè. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Tao biết tao nó nhìn ngoài. Cái gì? Ê, ông chậm. Ê, bà, biết sao ấy. Đi gặp sao, gặp sao. Được không? Ủa đồ nhang lắm như ta. Vô luôn hay gì? Nên thử coi thử. Dạ. Ê kìa, cẩn thận đi. Thấy gì không? Không thấy nghe tiếng động trong này nè. Cầm tao lên không? Tôi quăng đồ trong. Ôi mẹ ơi. Gì? Cặp cái lưỡi hai. Gì? Ông cặp lưỡi hai. Tao đâu thấy đâu. Mày thấy thì tao đâu thấy đâu. Tại sao ông kia không qua đây nữa? Ông chắc thấy nhà đi bự rộng hơn phái. Rồi sao vậy? Ông cho tụi con vào trong được không? Ông cho con vào trong được không? Đem vợ đây tôi vô mới chịu.
Vợ ông đi rồi, con nói rồi à, bả đi rồi. Đâu tiêu rồi? Bả đi vô chùa tu rồi. Bả nhận thấy những điều tốt ở chùa miễu, những nơi linh thiêng đó, bả đi rồi, đặng bả giải thoát bả rồi. Còn ông không đi á. Chứ người ta đi hết rồi, ông lão kia người ta cũng đi luôn rồi. Đâu tiêu rồi? Ta đi hết trơn rồi. Sao? Vô trọng. Vô trọng không hả? Gì? Cái gì? Gì là gì? Có cái nhang đâu nằm đây. Nhang đâu? Vô không? Vô không? Đưa máy đây, tao tao dịnh cho bà vô. Gã hả? Đây đi, đưa máy đây. Cái gì? Dạ dạ dạ. Dạ. Cái gì? Cái gì bóc người ấy. Đây. Vô đi, tao vô. Cái này cái gì? Để tôi rút luôn ghê thì chứ. Cái vô có bị giống trước không ta? Ông đang cầm lưỡi hái chứ không phải còn béo. Ai biết đâu ạ. Anh xui ạ. Mày vô trước thì tao tao vô sao? Hai chồng tao đang nằm nghỉ ngơi đừng phá gì mà. Hai chồng nào? Hai chồng bốn bốn. Đang với lẹo kìa. Đâu? Đó, đang với lẹo. Ghê vậy? Đang dính lẹo quá chứ. Tới tới đó đi. Đang dính lẹo. Vô đi. Sao dùng từ ngữ ghê chứ. Ví lẹo thì mà. Kìa ổng ra nữa kìa. Thấy không? Thấy à, thấy. Em rồi. Ông cho con vào nhà đốt nhang cúng kiến được không? Được không ạ? À? Mà nhà này nó phải nhà ông đâu? Nhà tao nữa kìa, ông kia dành nhà tao, nhà này nhà tao nữa. Nhà này là của nhà ông kia đi tu rồi. Ông không đi nữa rồi, ông kia. Ông ở bên kia mới qua đây ông dành nhà gì? Hả? À. Mỏi tay quá. Xui chồng. Vô đi, vô được không? Chui vô chặt cục vô. Dạ, gì trận? Gì? Ê! Gì? Đi quấn tao không nhắc rồi. Gì? Ờ, quấn cái vỏ nhắc rồi kìa. Như sao? Gỡ đi. Giờ buông được. Buông nó té vô. Ừ. Kìa. Cũng không hay gì. Không. Gì? Được không? Tôi kêu chạy. Ê kìa ổng kìa. Làm gì? Làm gì? Ông dành, ông lấy đồ cúng làm gì kìa. Từ 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 từ. Còn quá. Cầm cái tôi leo vô. Nó hên chào ông. Ê, tại sao mày không cầm cho tao lên cái? Chứ rồi sao tao ngồi tao lên? Đâu là... Lên đâu? Mày bước lên chỗ mày mới được. Thôi. Kìa ổng nó nghe, nó thẳng nha. Môi bà. Chào ông. Ông ơi. Ê, tụi con đến đây để mà cúng kiến ở trong nhà. Chà, sao sao vậy? Tao không có thấy. Để tôi coi mày đó. Được, 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 được. Được. Ông nghe là tụi con đi siêu thoát đi. Về chùa đi. Được mày. Ủa đâu có tiền rồi. Ê cẩn thận nha. Ông này ông còn hiện rõ hơn ông kia nữa đó. Ông ơi. Thì thôi thì có gì thì tỏ bài cái đi. Tụi con có hai cậu cháu có phát tâm là nói rằng là hôm nay á mà đến đây mà nếu mà lần này mà không khuyên nhủ được ông nữa thì có thể là
đó là duyên số của tụi con, đúng không? Thì nó không có có duyên với nhau rồi. Mày cẩn thận đó mày, tiền cái đầu mày. Cả nhà máy rung rắc hơi nhiều, mong cả nhà thông cảm tại chỗ này nó có khó quá. Ê ơi, bỏ đi cái tay mày đó. Thôi đi rồi, để tao quay rộng ra từ từ rồi. Hôm nay thế chỗ ông kia rồi. Nó mua Phật ông ơi. Con giỡn với ông thôi. Hôm nay đến là chủ yếu để mà nói chuyện với ông. Quên đi. Nói chuyện với ông cầm kéo quê lửa hai ghê quá. Chỉ là muốn nói chuyện với ông. Gì vậy? Ai biết. Con, tụi con muốn khuyên ông và giải thích cho ông hiểu rằng là ông hiện tại bây giờ là không phải là một con người bình thường. Ông là một vong linh ha. Thì vong linh thì phải đi siêu thoát, đi tu, tu tập để mà siêu thoát, để mà làm con người hay hoặc là đi trải nghiệm để mà đầu thai kiếp khác nha. Chứ mà ông ở đây lưu luyến làm gì? Bà cũng đi tu rồi. Con khuyên ông có nên cảm nhận được cái điều này, nên từ bỏ và đi về chùa tu ha. Gì quái ta? Gì? Trời, gì? Gì âm âm hoài luôn á. Ừ. Tao ngồi đây tao chịu cái máy tao không chứ nhích sợ gớt nè. Quá trời, cao quá cao. Đâu mày lấy cái ấy à? Còn đó không? Cái gì? Khi chưa biết ổng ở đây hay sao, hay là ổng ở đây rồi ổng đi rồi sao? Hay là ổng ở đây kiếm ông kia? Ê, trên cái ba lô đó sao thấy có miếng vải sao giống ca cái áo hả? Cái áo tròn bố vậy? Ông trước á? Ờ. Đó. Lấy thử coi. Ở cái mền mà. Mền. Ủa? Sao giống cái gì? Phải không? Sao giống cái gì? Phải là giống cái ông già kia không? Hả? Má hết thấy mặt rồi. Nhảy dữ lên chút. Rồi. Giống không biết phải không? Mình không biết, không dám chắc chắn. Không nhớ. Ngồi đây không giống nhích. Mày không cho tao vô luôn hả? Không cho tao vô luôn hả mày? Gì? Không cho tao vô luôn. Để tao thử cho con. Này coi, tao đâu có thấy ai đâu. Vậy là ông này em qua đây mở ở đây luôn sao ta? Ừ. Ê, ê, đưa máy ra, đưa máy ra, đưa máy ra. Đưa. Cái gì đưa? Trời ơi, đưa không nhỏ. Máy gì? Kè, chạy. Nói ra. Nó mua phi vật. Lút xuống đi. Thôi không. Ông gặp nó thì em xuống. Cái cây quế là cuốn già kia bà. Ông mua cho nó. Ông xuống. Không. Ông bỏ đi con mới xuống. Tôi cứ là chú họng luôn rồi. Căng thẳng từ từ. Về tao không có di chuyển được, ngồi chết chỗ. Rồi, máy bị gì vậy? Nó mô Phật. Ông cũng biết sợ nắng sao? Đến đây là mong giúp đỡ ông ấy chứ không phải muốn làm điều gì đâu.
ông nói chuyện đàng hoàng với con đi, con xuống nói chuyện với ông. Ông cậu cái béo thì em xuống. Nó xuống chặt đầu làm sao? Ông đẩy dưới đây đi. Ông để nó ngay tay ông chụp cũng vậy à. Không có ai biết được đâu. Chào ông nghe. Ông trời biết ông qua đây làm gì? Trời biết cảm giác của tao như thế nào. Ông qua bên đây nhà này làm gì? Ông có cần điều gì ở nhà này không? Nhà này nhà của ông già. Ê ê chết đầu. Ê. Chụp lại. Chụp lại. Ê sao ổng về cái máy là nghe không có máy nào mà cái gì ưu hơi mới đi thấy được cái gì đó. Ồ rồi cá thằng đây từ ơ dạ sao im lặng dữ à, cái gì vậy? Không mấy cho tao vô cái đi. Gì? Vô, tao nên vô. Đi đâu? Đi ra ngoài cho. Thôi, thôi, mày không mày gại tôi hết bữa rồi. Ở đâu à? Đi đâu à? Tính ở đâu à? Ai biết đâu. Tao về tao nhúc nhích được, ngồi chỗ một luôn. Ủa rồi? Nhìn cái đầu mày đó nghe. Cảm ơn trước rồi vậy. Cái đầu cũng kìa, ông đầu cũng kìa. Thế à, thế à. Ông làm gì đó hả ông ơi? Làm gì? Ông có chuyện không vậy nè, ông có làm đó cậu béo hay chi? Cái gì vậy, nóc nhà này gì? Bỏ. Cái gì? Nói gì vậy nóc nhà? Trời được không? Mấy ga đi mày ơi. Mấy ga đi. Trộn rồi. Gì nó nhà nữa. Đó, thấy không? Đó kìa, nhúng nhúng người kìa. Giống như có ai đi dẫn chi cả nhà. Ông bây giờ ông muốn sao đây? Ông không cho đi mà ông cầm quéo hoài nhắm đi, ông kêu ở. Anh trước coi chỗ cúng đốt nhang không? Con đổ còn mướn nhang nè. Ủa? Căng thẳng mày. Chơi đốt nhà. Ai đốt nhà trời? Ai đốt nhà vậy? Ông ơi. Ai nấp nhà đó? Nó chảnh hoài luôn. Cái gì trời? Sao ghê quá mày ơi. Gì hoài chảnh luôn á. Hoài chảnh được. Không được, nó này mất nóc trên này hoài. Nóc phải lòi ra lúc rồi này. Cái gì cục tay đó. Ông bây giờ ông có chịu theo người chùa không? Bà ở chùa. Ông kia ở chùa với bà luôn. Hai người kia đang tu với nhau. Ông bây giờ mà ông càng không nghe lời tụi con là ông ở đây là sau này là hai ông bà đầu thai với nhau, là hai ông bà sau này kiếp sau làm vợ chồng đó. Cái gì vậy? Ôi nghe viết cái gì? Nghe cái nóc nhà là để tôi quay nóc nhà thử có gì vậy.
Có gì không? Có gì không? Không biết, có thấy được đâu, tao đâu, tao đưa, đưa máy nè, tao đâu nhìn được đến đâu. Nói cho đến nhà, cạnh cạnh đó. À, có khi nào lùa dưới hết trơn luôn không chờ. Dạ. Quy đến nhà lùa đi luôn. Vậy gì? Bắt ốc được cái cây đó mọi người. Ở cái cây đi á. Vô đi. Vô mẹ không cầm máy kia tôi vô. Đưa máy đây. Vô đả người chứ. Nè. Gì trời. Mày. Dây chùa. Cái gì? Quăng dây dò. Quăng dây dò là sao? Dò quăng dây. Chết rồi. Mày đẩy ra mày gỡ thôi. Gì trời. Ây da da. Sao? Ây da. Gỡ gì bên? Nhát đi. Ai biết? Vậy gì? Ủa rồi sao vô kiểu gì? Gì? Vô kiểu gì vô kiểu này vậy? Chưa, đang đang mở rồi. Bữa đi đi. Dạ. Dạ. Ây da. Cái tàn ác thương dạo đem qua đầu cái cổ ở đây giờ thấy không? Ê ê trên cái ổn mụ cái tay em nổi à. Thấy không vậy? Mấy thấy không? Ủa đâu rồi? Đâu? Đâu? Mấy tay tay nè. Kìa 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 kìa. Ủa đâu đâu dưới đánh nhà chúng vậy? Ờ đâu dính làm. Từ từ nha. Từ từ nha. Đồ bẻ ngang luôn rồi. Đưa đưa nhanh cho cầm bảy nhanh luôn. Làm gì vậy? Cái gì đâu? Cái gì? Ông ơi, ông làm bị quái gì đó. Ây da. Ổng kìa. Anh môi thật, ông ơi. Ây da. Ây ông đội tôi dám xuống nữa. Ông cầm kéo tôi dám xuống. Lộn, ông cầm kéo tôi dám xuống. Ông ra đây là nắng nó dội vô mặt ông là hồn thiêu tán luôn. Ôi chừng sao lưng không nghe. Ôi chừng sao cái lưng nghe. Đâu đâu, nghe tiếng. Nghe này. Ê, ông éo kìa, ông éo kìa, ông éo kìa. Đầu mày mớp bây giờ lũng lũng lỗ nội ơi nè bữa tết muốn thiết nè rồi sao nè đốt nhang chưa đốt nhang chứ đốt nhang rồi được chưa cái bàn tay cho nó bẻ rồi mà rảnh mày đưa trên kia đi coi hướng này giùm tôi coi ê, ê tôi nghe đi đâu nữa đó ai biết rồi kìa đâu từ 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 ông muốn gì đây ông ơi sao ở bên kia mà ông cũng quậy ông ơi đây cũng quậy nữa vậy cái gì ai biết sòn vũ khí hay gì trời cái gì kìa không ông mà giết người là ngàn năm không chịu thoát được ê cái gì
một mùi mà. Ông nghe tôi nói nè, bây giờ ông buông bỏ đi tập niệm của mình đi. Bây giờ mà con thấy ông á, ông bây giờ ở đây một mình rất là tội nghiệp. Cậu cháu của ông có lòng muốn trở lại đây giúp đỡ cho ông về chùa cùng với ông bà kia cùng nhau tu tập siêu thoát ha. Bây giờ con thấy ông ở đây đơn độc quá, lạnh lẽo một mình ở đây. Tụi con muốn trở lại giúp đỡ cho ông thôi. Con hy vọng ông sẽ cảm nhận được cái tấm lòng của hai cháu và bình tĩnh và nghe cháu con nói chuyện để cho ông hiểu. Ông muốn để nhang đó hả? Ông đẩy bé xuống đây đùm con được không? Ông đẩy nó qua đây đi. Ông đẩy nó ra đây. Ê, cái gì? Ê. Cái cây này ai ngoài sọt vô vậy? Gì? Cây này ai ngoài sọt vô vậy? Gì? Cái gì ai nghĩ cái vô tôi không ấy? Gì? Ê ê ê ê ê ê. Ai gì đâu? Ê tôi. Gì đâu? Ai à, ông nhìn cái gì? Ai à, con thấy con cảm giác con dây gì quấn người luôn chứ á. Ê. Dạ. Ôi giò xíu. Ai. Ê. Ê muốn thiết cái gì cắt miếng sườn cái giò đó. Ê à. Cái gì? Nghĩ đâu? Cái giò biết sao giờ mới nghĩ vô chứ. Cái chân, ai da. Gì kỳ vậy? Ai da. Nghe cái ngọng gì? Ai da. Ủa hơi kỳ. Ai da, xin đau ai da. Rồi sao? Bây giờ nó làm sao nè? Mất được không? Ai da. Đau. Đừng kêu mất. Cái sao vậy? Khoan, lấy lửa đó. Ai da. Khứa đầu bạn nha. Ê, cái giò. Ê. Ai da. Ông mình nắm người tôi nghĩ tôi mệt đau quá. Ê, tôi cắt ý. Ai? Cắt quả này. Cắt quả kia, cắt cái giò mày chi? Ê, ba ơi. Trời, cái đầu tôi. Ông để nhang cho ông hưởng nha. Ông quăng cái đó ra đó đi. Quăng quẻo đằng kia đi. Cái này giàu đâu ta? Ông bỏ cái đó là ông cầm cái gì cho nữa vậy? Nè. Dùng cái gì? Ai biết đâu. Mình đang kiên ổng mà mình đang kéo. Làm lưỡi hái, làm mô gì vậy? Ông cầm cái len trong tay em, tôi thấy rồi. Ông làm bộ, ông làm bộ kêu tôi lợi rằng á. Thôi ông đừng lừa người nữa ông ơi. Tâm ông đã không tịnh ông, mà. Ông về bển đi rồi, tụi con qua bển kiếm cho ông. Căng thẳng nha, tôi đợi nha. Ổn không mày? Rồi. Ai biết rồi. Gì vậy? Kìa. Ông hưởng xong rồi ông đi về nhà bển đi ông. Rồi tụi con qua cúng kiến cho ông bên đó nghe. Tại bên đó là nhà của ông. Bên đây là nhà của người ta. Nhà này phải của ông đâu? Không phải. Nhà của ông là ông kia là chủ nhà này mà ông kia đi rồi. Ông chút xíu nữa ông đi về bển đi, ông hưởng nha, không đi về bển. Tụi con sẽ theo bển. Nhiều quá chăng. Tối về đây ngủ à? Vợ ông tối về đây à? Vợ ông đưa cô về đây đâu? Mà ông phải vợ bà, ông phải chồng bà không? Ủa, mà bà vô chùa ông. Ê à, làm bộ. Ê, cái đầu mày. Làm bộ à? Ông ơi, bộ cho mình vô mình á. Ừ. Ông ơi, giờ hai cô cháu con đến đây á, thì giờ hứa với ông á, nếu mà ông chịu không, không được. Bây giờ tâm tự buông mới được chứ. Mình nói ông giả bộ không theo mình cũng như không, xuống đợi lợi đặt. Phá những người kia. Ê,
Mấy cái dài thòn rồi mới cửa được vô. Ừ, nãy thấy nãy còn vô mãi mà. Bỏ cái đèn dầu đâu ta? Đèn dầu nó bỏ đâu ta? Rồi rút đây rồi hả? Đâu? Ây da! Gì? Trời ơi! Trời. Mà sao nó rút nó không bể ta? Ai biết đâu. Ủa ai đổ dầu vô cả đống vậy? Anh biết đâu. Ý năm trước vậy mà phải không? Không không chứ còn cái chiếu à. Kỳ vậy. Ai đổ dầu vô cái gì mày ơi? Phải không? Ủa? Cái đàn dầu mình đem đi rồi mà. Nhìn cái đàn dầu nào? Ừ nãy giờ tao mới nhớ tao mới nói mày. Cái đàn dầu mình đem vô chùa có. Mình đem ổng đồ vô cái đàn dầu có nhớ không? Mà ổng vô rồi bắt ngang đàn dầu luôn. Ừ. Mình đem đi hai cái. Ừ em coi. Ê. Ê. Có đậu dài gì không? Đi đổ vô đồ đó. Không nhìn kỹ lại đi. Cái đàn dầu này không phải đàn dầu kia. Nước đàn dầu kia nó màu tím. Nó là màu vàng. Mấy nhiều hơn nè. Ừ nhiều hơn. Bữa nó tại sao nó khác chứ. Đúng không? Sao kỳ vậy? Ừ. Hay là trong nhà này có hai cây. Không chừng hai cây. Dám lắm. Đôi khi ta thủ một cây. Mà nó có dầu nhiều hơn nữa kìa nó. Màu dầu cũng khác luôn. Cái nhà đi. Im chưa? Nhắm rồi. Ở nhìn cái đầu nghe. Đâu vậy? Để tao nãy giờ. Ngã. Để tao cái đầu ra nè. Nè. Có the hay đâu mà nè. Cả nhà. Vậy? Sao ông này sao? Cái đèn dầu này khác. Khó. Lúc đèn dầu giống dầu khí chai gì. Mà đôi khi sợ. Có hai đèn giống nhau. Hả? Chắc trước cây trong này cây. Mà cũng có thể đó. Là trong này có hai cây luôn mà mình không biết. Hồi nãy tôi lấy đâu ta? Cái gì? Hồi nãy tôi lụm ở dưới sàn á. Dưới đâu rồi? Hồi nãy tôi lụm này dưới giọng nè. Vậy là má lấy dưới lên thì cái đèn khác hay gì? Ủa mà nãy mới vô thấy mà. Đã có cái gì đâu có. Nghe cái căng ben đó mày ơi. Nè. Đâu rồi? Cái gì? Mày biết cái đâu? Nghe tiếng. Này còn miếng dầu nữa dành. Là gì? Sức. Bị đứt đâu sức đó gì? Không muốn không cần sức đâu, không cần sức. Không có mày đi ra mày đi về bên kia đi. Gì? Yeah. Không mày đi ra mày đi về bên kia đỡ quá. Mà không về bên kia ấm ở đây rồi mình làm sao? Thì đó giờ biết sao vậy? Đã nói là giúp ổng mà ổng ở đây bên kia rồi có ổng đâu biết đâu. Ổng bển thôi được được rồi. Mình lấy chứ sao vậy? Nam mô Di Đà Phật ông ơi. Có gì không? Tao ngồi đây an toàn không? Chắc không an toàn lắm. Nó mồi vô phải. Ông cầm cây lại ăn nha mẹ ơi. Cầm máy lên. Cầm máy lên đi. Nó mồi vô phải. Bây giờ tôi nói cho ông nghe ha. Bây giờ ông nghe là